Đây nhiều đi. Em lấy con to trước chứ không phải mấy con nhiều trước. Hãy subscribe cho kênh Nguyễn Acne để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xí lên chị xí được không? Rồi, nhiều quá. Anh thợ em hả? Anh alo alo dạ shop phim nhé ơi. Dạ anh giao vô nhà giùm em với. Anh không biết nhà anh chú em cho địa chỉ hát nào á. À anh nhà 52/21 Phạm Văn Nghĩa. À 52/21 dạ. À, đúng rồi. Căn okay. Căn đối diện cổng chính anh thấy là chị ơi. Ờ, bỏ nhà hay là có người nhà cho là dạ, không? Dạ, có người ở nhà anh. Rồi, ok, ok. Dạ, dạ. Địa chỉ hết nã. Chắc bấm nhầm địa chỉ. Em nói năm 21 cái con Shopee biết liền vì hay lấy hàng chứ kìa. Cái số mình giống chị Loan. Phải đi phải quẹo 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 xí. Số bao giờ nó thẳng nổi á. Chị ạ. À? Trời, em chưa ở cái nhà mua mà cái địa chỉ mấn mặt tiền thôi mà. Nhà thì quẹo phải, nhà quẹo trái, nhà thì hẻm cụt. Hồi xưa bán hàng chỉ để chỉ cho khách mà đó. Được cái nữa anh ạ. Mấy phút rồi. Thank you.
hình của em. Thấy không anh? Thêm phút đây nữa chọn xong cái ô này. Nhìn thì không quái, nó quen rồi. Lấy cục thôi. Cố lên em, xì xì đi nha.